Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Xem Shop. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là xe CBR650R của nhà Honda. Xe này sẽ lắp một cặp bi cầu X100 V2 và kèm theo đó là bộ mạch V2 bi cầu. Đây là cặp đèn Kenzo X100 V2 và có giá là 1.400.000 một cặp, khi bán lẻ là 700.000 một con nha các bạn. Còn đây là mạch V2 bi cầu, nó sẽ là một hộp mạch như thế này và full dây, full công tắc. Nó có giá là 400.000 khi các bạn mua cùng đèn bên mình. Xe này thì anh khách chạy khá là nhanh, nhưng mà anh khách yêu cầu mình là chỉ cần thêm một chút ánh sáng và không bị chói mắt, lắp gọn đèn cho anh là được. Nên mình đã tư vấn cho anh là một cặp bi cầu X100. Lúc đầu thì mình tư vấn cho anh là cặp Kenzo 40V2, nhưng mà anh nói là đèn zin, với đèn zin anh đã chạy đủ rồi và anh chỉ cần thêm một chút ánh sáng, không bị chói mắt người khác và nó gọn là được, nên mình chuyển qua cặp Kenzo X100 cho anh khách. Cặp này có ánh sáng là cốt trắng và pha vàng. Khi các bạn bật cốt thì nó sẽ sáng màu trắng, còn các bạn bật pha lên thì nó sáng cả màu vàng và màu trắng. Bây giờ mình sẽ tháo dàn áo ra, lắp bật cho các bạn xem. Thì đầu tiên các bạn sẽ tháo vào ốc ở đây. Xe này thì anh khách có lên ốc titan rồi. Thì xe này ảnh có lên dàn mũ. Nếu mà xe zin ở đây nó sẽ còn hai con ốc nữa, nhưng mà ảnh đã lên dàn mũ che mất phần này mất rồi, sẽ không còn hai con ốc ở đây. Tiếp theo là phần ốc ở dưới này. Để tháo được dàn áo nữa thì các bạn sẽ phải tháo cái tiếp độ này ra. Rồi, ok, vậy tháo xong trong độ. Sau khi tháo phần ốc ở bên ngoài xong thì các bạn nhìn ở dưới phía trước, nó sẽ có những con ốc bấm ở phía trong này, thì các bạn bấm hết ra. Đây, một con này, hai con. Zin ở trong này nó sẽ là ốc ba ke, thì anh khách đã đổi thành trục sắt bông, thì mình cũng mở ra luôn. Khi các bạn mở xong con ốc thì các bạn nhìn hướng lên trên, nó sẽ còn ba con ốc bấm nữa, thì các bạn bấm hết ra để mở dàn áo ra. Một con này, hai con. Rồi, vậy là ba con ốc bấm. Tiếp theo là hai con ốc ở trên phía phần trên kính nữa, các bạn cùng mở ra luôn. Cái này thì đầu tiên các bạn nhớ con ốc ở đầu tiên thì các bạn phải nhích dàn áo ở đó lên là đấy, kéo ra ngoài. Rồi, phần dàn áo phía này thì các bạn đẩy lên phía trước, nhớ nhá, đẩy lên phía trước để đưa ra đó. Rồi, sau đó các bạn gỡ xi nhan ra. Ok, đấy, tại sao mình phải đẩy lên phía trước thì ở đây có một cái ngàm ngoắc ở phía sau, thì mình phải đẩy trượt lên phía trước để cho nó gỡ ra. Thì sau khi các bạn mở tới đây thì các bạn có thể lắp đặt được bộ mạch, các bạn có thể để mạch ở đây và đưa kéo phần dây nguồn xuống dưới bình, sau đó lắp đèn, lắp mạch kết nối lại với nhau, vậy là xong. Giờ mình sẽ lắp đặt đèn vào trên xe cho các bạn xem. Ok các bạn, thì sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mình cũng đã làm xong xe này. Trong khi mình lắp đặt thì ảnh có kêu mình lắp thêm một cặp còi Denso Rio một rắc có giá là 800.000 và thêm một bộ mạch kèm đó là 200.000 nữa. Thì cái đèn mình sẽ bắt như nào? Đây, cái đèn mình sẽ bắt một con ốc từ phía con ốc dày này, kéo một cái bát đi lên và sau đó bắt ở ngay đây, nó sát với cái phuộc. Nếu chưa chạm với cái phuộc thì các bạn cứ yên tâm, độ nhún vẫn như bình thường, mình đã test rồi. Các bạn nhún lên nhún xuống thoải mái, để mình cho bạn xem ánh sáng. Bật lên này. Cốt này. Pha này, đó, bắt xin. Các bạn, khi các bạn bắt xin thì nó bắt xin pha. Rồi, ok. Thì xe này mình lắp bộ mạch V2 bi cầu, nó sẽ có hai công tắc on off và bắt xin. Thì mình sẽ lắp thêm một cái bát đây. Thì đây là bát công tắc lỗ vuông bên mình, thì sẽ có một cái logo Xem Shop ở đây. Đây, các bạn chú ý này, đây là công tắc bắt xin và đây là công tắc cốt pha của đèn bi cầu. Nhưng mà công tắc bắt xin này đặc biệt là sẽ không bắt xin nữa, nó sẽ là nút tắt mở traction control ở trên xe. Mình đã đổi cho anh khách, do anh khách là yêu cầu ở đây là nút traction control, nhưng mà sẽ hợp hơn với là nút bắt xin, nên mình đã đổi là nút traction control thành nút bắt xin, còn nút bắt xin của bộ mạch thành nút tắt mở traction control. Mình móc đây, nó sẽ là bắt xin đó, bắt xin này, còn đây là tắt mở traction control. Các bạn chú ý trên đồng hồ này, đây phần ở bên này, bạn chú ý này, đây là đang tắt này, giữ này đó. Ok, để mình test kèn cho bạn nghe nha. Em test kèn nha mọi người ơi. Nó khá là lớn nên mình sẽ thông báo trước cho khách. Đấy, với option như thế này thì các bạn có thể chạy thoải mái với tốc độ là hơn 120. Nếu mà mắt các bạn tốt, nó sẽ không bị chói mắt người khác nếu các bạn để chế độ cốt. Còn khi các bạn bật pha lên thì nó sẽ hơi chói một xíu thôi, do nó có một mặt cắt ngang rồi. Ok, thì xe này mình lấy công là công lắp đặt đèn bi cầu là 200.000 và công lắp thêm bộ mạch kèn nữa là 100 nữa là 300.000. Với option như vậy thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Nếu các bạn cần tư vấn về mô tô, muốn lắp đặt đèn trợ sáng hoặc thiết bị gì ở trên mô tô thì các bạn cứ liên hệ với bên mình ở phía dưới. Ok, thì video cũng đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.